Ôi, Hà Nội nó vừa lấy kiên event vừa rồi này, thằng Mộ Dung này, thằng này vớ vẩn nó khủng hơn cả Lượng Tộp ấy. Ghê nhỉ? À nhưng mà đồ đồ nó kém hơn. Đồ kém hơn. Ghê nhỉ? Ngon đấy. Nhưng mà thằng này chủ yếu phụ thuộc vào trùng nhiều. Thằng Lượng Tộp kia là nó mặc cái xét chế, nó mặc đúng cái kiên này. Cũng tầm cỡ đấy.